Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Các bạn ơi, thì hôm nay thì mình sẽ thực hiện một cái video là mình sẽ ăn cái món là món khế chua các bạn nhá. Đấy, thì ở đây mình đã chuẩn bị một cái giá khế chua khá là nhiều các bạn nhìn thấy à. Khá là nhiều khế chua các bạn ạ. Mình vừa mới đi hái một cái cây ở dưới bờ ruộng nhà mình kia các bạn ạ. Đó, cái cây này nó khá là sai các bạn, sai từ ngày xưa luôn đấy. Đấy, thì hiện tại thì bây giờ mình có mới vừa mới giã một cái gọi là một cái cối. Một cái cối muối ớt siêu cay các bạn nhá. Đó, thì là cái muối ớt này thì cái của mình này, nói chung là mình hầu như là cái món gì mình cũng chấm nó đều bằng cái này hết các bạn ạ. Các bạn vì nó khá là ngon đấy. Đấy, thì ở đây cái này thì mình chỉ có gồm có là ớt này mới cả là muối trắng thôi các bạn nhé. Đấy, thì ở đây thì mình có chuẩn bị thêm cả hai quả chuối xanh các bạn. Hai quả chuối xanh thì mình ăn giấm cùng này. Đấy, mình sẽ cắt ra mình ăn giấm cùng với cả khế chua các bạn nhé. Đó, cái món này thì chắc chắn là các bạn nào mà thời ngày xưa mà ở quê hay là đi chăn bò chăn trâu thì rất là nhớ luôn các bạn ạ. Đấy, chuối xanh là mình cắt ra này kiểu nó non này. Đấy, mình giấm nữa cả khế này thì ăn nhìn kiểu dạng kiểu chảy nước miếu luôn các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ thưởng thức các bạn nhé. Wow, nhìn đã thấy chua rồi các bạn ạ. Các bạn ngày trước ăn nó thấy ngon, không biết về ăn nó thế nào. Ngày xưa thì ăn thì cảm giác là nó có vẻ là rất là ngon. Đấy, bây giờ mình sẽ chấm với cả một ớt các bạn nhé. Ok, mình xin mời tất cả các bạn cùng ăn nhé. Chua các bạn ạ. Ôi. Ôi. Ô chua quá. Ôi. Ôi mình không ngờ nó chua như vậy các bạn ạ. À ơi. Ôi, ngày xưa đi thả bò kiểu không có đồ ăn nhiều nên ăn cái này cảm giác nó ngon bây giờ. Ô cảm giác ăn nó chua. Mình lại cắn miếng to nữa chứ. Quên mất nó là khế chua. Ôi. Bây mình sẽ thử cứ lại luôn, mình ăn cắm miếng khá to các bạn. Lần này mình sẽ kiếm cùng miếng chuối xanh các bạn nhé. Đây dạng như là thử thách ăn chua luôn các bạn. Ôi. À chua các bạn ạ. Ô nó chua các bạn. Giấm cùng ơi mình để em mình ăn thử một cái quả non này xem nó có chua không ấy. Cái quả to thì nó chua quá. Wow. Cái quả non này chắc là nó sẽ không chua mấy.
mình bây giờ mình sẽ chấm cùng cà chua xanh. Ok, mình xin mời tất cả các bạn cùng ăn nha. Rất là ngon các bạn ạ. Ôi. Ui. Quá ngon luôn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ thưởng thức tiếp một quả này các bạn nhá. Ui, ngon quá. Quả này chắc là ăn nó sẽ ngọt hơn các bạn. Các cái chín này nó sẽ ngọt hơn. Ok, mình xin mời các bạn cùng thưởng thức nhá. Cái này thì chắc ăn sẽ ngọt hơn các bạn, chắc sẽ ngon hơn đấy. Ôi, rất là ngon các bạn ạ. Các bạn ơi, chắc cả video của mình đến đây là kết thúc rồi các bạn ạ. Cái này thì ăn nó khá là ngon các bạn. Ok, mình xin cái này chắc là mình để mình sẽ ăn dần các bạn nhé. Ok, mình xin chào tất cả các bạn nhé. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Mình xin chào tất cả các bạn. Ok, mình xin chào tất cả các bạn.